Yes, rất là tuyệt vời ạ. Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã có mặt trong ngày thứ ba trong chuỗi livestream 21 ngày ứng dụng luật hấp dẫn cùng với Nam. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề rất là hay anh chị, đó là bí mật vĩ đại của nhân loại. Và ngày hôm qua thì Nam đã chia sẻ cho anh chị tư duy đầu tiên, đó là chúng ta chịu trách nhiệm 100% cho cuộc đời của mình rồi đúng không ạ? Và trước khi bước vào chương trình livestream trong ngày tiếp theo thì Nam chúc anh chị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và tràn ngập thành công, tràn ngập hạnh phúc sẽ đến với tất cả những anh chị đang có mặt cùng với Nam trong chương trình livestream tiếp theo của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay anh chị ha. Dạ rồi, rất là tuyệt vời đúng không anh chị? Dạ. Và ngày hôm qua thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ và phân tích tư duy đầu tiên rất là quan trọng, anh chị còn nhớ không ạ? Để giúp cho chúng ta có được cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng, đó chính là tư duy chúng ta cần phải chịu trách nhiệm 100% cho cuộc đời của mình. Tôi chịu trách nhiệm 100% cho cuộc đời của tôi. Anh chị hãy note lại đi ạ. Tôi chịu trách nhiệm 100% cho cuộc đời của tôi. Yes. Tôi là thuyền trưởng, là người cầm lái cuộc đời của tôi. Tôi là kiến trúc sư, là người vẽ nên những bức tranh của cuộc đời tôi ạ. Có đúng không anh chị? Đây là một tư duy rất là quan trọng đúng không anh chị? Và quyền năng lớn nhất của con người đó chính là quyền lựa chọn và ra quyết định. Chúng ta khi sinh ra, chúng ta được quyền lựa chọn anh chị, và Nam vẫn luôn luôn tin tin rằng trước đây Nam tin như vậy và bây giờ Nam cũng tin như vậy anh chị, đó là mỗi con người của chúng ta đều có một số phận riêng. Bất cứ ai cũng có số phận của riêng họ, và điều quan trọng ở đây là số phận đó là do chính họ quyết định anh chị. Số phận của chúng ta là do chính chúng ta, chính mỗi con người chúng ta quyết định anh chị. Quyền năng của mỗi con người là đặc quyền được lựa chọn và ra quyết định anh chị ha. Và anh chị ạ, khi tạo hóa mà sinh ra con người của chúng ta và cho chúng ta hai chân là để chúng ta tự đứng trên đôi chân của mình phải không ạ? Để chúng ta tự đứng vững và bước đi trên hành trình của mình. Và nói về quyền lựa chọn anh chị thì chúng ta có quyền lựa chọn chúng ta sẽ sống cuộc sống như thế nào đúng không ạ? Chúng ta có quyền lựa chọn là mình sẽ trở thành ai trong tương lai. Chúng ta được quyền lựa chọn là mình sẽ làm được những cái điều gì trong cuộc sống. Vậy thì anh chị hãy hình dung như thế này ạ. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy thì chúng ta được quyền lựa chọn là ngủ tiếp hay là thức dậy để đón chào một ngày mới đúng không anh chị? Chúng ta được quyền lựa chọn là mình sẽ bước chân trái xuống giường hay bước chân phải xuống giường phải không ạ? Chúng ta được quyền lựa chọn là mình sẽ ăn món gì hay là mặc bộ đồ gì trong ngày hôm nay đúng không anh chị? Chúng ta được quyền lựa chọn mình sẽ có suy nghĩ như thế nào, sẽ dành thời gian để nói chuyện với ai, hay là việc mà anh chị lấy chồng, anh chị lấy vợ thì chúng ta cũng được quyền lựa chọn đúng không anh chị? Là chúng ta sẽ lấy ai, sẽ ở với ai đúng không ạ? Hay là chúng ta được quyền lựa chọn đối tác, là chúng ta sẽ hợp tác kinh doanh cùng với ai đúng không ạ? Hay là chúng ta được quyền lựa chọn chúng ta sẽ tham gia vào và nắm bắt những cơ hội, những xu thế như thế nào? Và thực ra cuộc đời của chúng ta là liên tiếp những sự lựa chọn anh chị. Anh chị hãy note lại giúp Nam nhé. Cuộc đời của chúng ta là liên tiếp những sự lựa chọn anh chị ha. Và không có sự lựa chọn nào là đúng và cũng không có sự lựa chọn nào là sai đâu anh chị. Tất cả mọi sự lựa chọn đều đúng đối với mỗi người. Bao nhiêu anh chị đồng ý rằng khi mình đưa ra một sự lựa chọn thì tất cả đều đúng. Bởi vì mình tin là nó đúng nên mình mới lựa chọn nó chứ. Mình tin rằng đó là đúng nên mình mới lựa chọn điều đó. Mình tin rằng điều đó là đúng nên mình mới làm điều đó. Chúng ta thấy điều đó đúng nên chúng ta mới lựa chọn và hành động đúng không anh chị? Và điều đó thì nó đến từ đâu anh chị? Nó đến từ từ đâu ạ? Nó đến từ hệ thống niềm tin của chúng ta đấy ạ, đến từ niềm tin của mỗi người. Sự lựa chọn của bất kỳ ai hay của các anh chị đang ngồi đây cùng với Nam trong buổi livestream tuyệt vời này thì điều đó nó đều bắt đầu từ việc chúng ta tin điều đó là đúng. Chúng ta tin điều đó là đúng nên chúng ta mới lựa chọn như vậy. Bởi vì mình tin điều đó là đúng nên mình mới đưa ra quyết định đó. Bởi vì mình tin điều đó là đúng nên mình mới làm điều đó. Tuy nhiên, kết quả thì chưa chắc được như mình mong muốn anh chị ha. Kết quả chưa chắc
đã khiến chúng ta cảm thấy hài lòng ạ? Kết quả chưa chắc đã khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc, nhưng chúng ta tin điều đó là đúng. Vậy thì bây giờ nguyên nhân điều đó đến từ đâu? Vậy thì ngày hôm nay Nam sẽ chia sẻ cho anh chị một công thức, đó là suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc thì dẫn đến hành động và hành động thì tạo ra kết quả. Đây là một công thức rất là quan trọng anh chị ha. Suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc thì dẫn đến hành động và hành động thì tạo ra kết quả. Dạ. Hành động ở đây chính là sự lựa chọn đấy anh chị. Hành động ở đây chính là việc chúng ta đưa ra quyết định. Hành động ở đây chính là những thói quen mỗi ngày của chúng ta. Và thành công và thất bại thì chỉ có, nó có tính tương tự như nhau anh chị ha. Thành công và thất bại có tính tương tự như nhau đấy ạ. Không có thất bại nào hay thành công nào mà xảy ra trong một đêm đâu anh chị. Thành công nó đến từ việc chúng ta có những thói quen tạo nên thành công. Từ việc chúng ta có những cái lựa chọn, có những cái quyết định, có những hành động mang lại sự thành công. Từ việc chúng ta lựa chọn này, chúng ta quyết định, chúng ta có những hành động mang lại cho chúng ta những kết quả để giúp cho chúng ta hạnh phúc, để giúp cho chúng ta khỏe mạnh. Và cứ mỗi ngày chúng ta sẽ đưa ra những lựa chọn để giúp mình đạt được kết quả, giúp mình đạt được cái điều mà mình muốn. Thì cứ như vậy anh chị, cứ liên tiếp như vậy anh chị, tích tiểu thì sẽ thành đại. Chúng ta nuôi dưỡng và tích lũy mỗi ngày thì thành công sẽ nuôi dưỡng thành công. Thành công này sẽ nối tiếp những thành công khác và theo thời gian thì chúng ta sẽ đạt được cái sự thành công lớn. Và anh chị, thất bại nó cũng vậy anh chị, thất bại nó cũng vậy. Anh chị hãy nhớ một điều rằng không có điều gì là tự dưng mà xảy ra trong cuộc đời này anh chị. Anh chị hãy nhớ giúp Nam một điều, đó là không có bất kỳ một cái điều gì tự dưng mà xảy ra trên cuộc đời này cả. Tất cả những điều mà chúng ta nhận được, những điều mà chúng ta chưa nhận được đều là do chúng ta xứng đáng với nó anh chị. Ví dụ có một người Nam, ví dụ anh chị nhé. Ví dụ có một người đang gặp chưa thành công về tài chính, đang gặp thất bại về tài chính, đang gặp khó khăn về tài chính hay những vấn đề về tài chính. Thì nguyên nhân đến từ đâu ạ? Không phải tự nhiên mà bạn gặp khó khăn về tài chính đâu ạ. Nó đến từ những thói quen của bạn không hỗ trợ cho sự thịnh vượng. Nó đến từ việc người đó có những thói quen không mang lại sự thịnh vượng cho họ anh chị. Và ngày hôm nay, Nam sẽ chia sẻ cho anh chị một kiến thức cực kỳ quan trọng. Đó là công thức suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc và cảm xúc thì dẫn đến hành động và hành động thì tạo ra kết quả. Và chúng ta đều biết được rằng nếu như chúng ta có những hành động đúng đắn thì chúng ta sẽ có những kết quả đúng đắn, phải không anh chị? Còn ngược lại, nếu như chúng ta có những hành động không đúng đắn, không được ok thì chúng ta sẽ đạt được những kết quả sao ạ? Những kết quả không như mà mình mong muốn, đúng không ạ? Vậy thì để thay đổi cuộc sống tương lai của mình thì chúng ta cần phải thay đổi điều gì ạ? Chúng ta cần phải thay đổi hành động, thay đổi thói quen của mình. Vậy thì điều gì tạo nên hành động, điều gì tạo nên cái thói quen của mình anh chị? Đó chính là tư duy đấy anh chị, đó chính là cái suy nghĩ của mình, đó chính là cái cảm xúc của mình, chính là cái niềm tin gốc rễ của chúng ta đấy ạ. Vậy thì ngày hôm nay Nam sẽ chia sẻ cho anh chị một bí mật. Một bí mật rất là vi diệu luôn anh chị. Và cá nhân Nam, thời khắc mà Nam biết đến bí mật này thì cuộc đời của Nam đã thay đổi hoàn toàn rất là nhiều anh chị. Và Nam vẫn liên tục ứng dụng bí mật này hàng ngày vào trong cuộc sống của mình. Và cuộc sống của Nam ngày càng tuyệt vời hơn mỗi ngày. Và bao nhiêu anh chị muốn biết bí mật này và muốn áp dụng bí mật này vào trong cuộc sống của mình, anh chị có thể comment là tôi không ạ? Rất là tuyệt vời ạ. Bao nhiêu anh chị mình muốn biết được cái bí mật này và mình muốn áp dụng được cái bí mật này vào trong cuộc sống của mình, vào trong công việc của mình thì anh chị có thể là comment tôi anh chị nhá. Vậy thì bí mật này là gì anh chị? Bí mật này là một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người trong thế kỷ 21 anh chị. Đây là một phát minh vĩ đại nhất của loài người trong thế kỷ 21. Dạ. Có nhiều anh chị nói đấy là Internet. Không phải Internet đâu ạ. Đây không phải là Internet anh chị ha. Mà đây chính là việc mà con người đã phát hiện ra sức
mạnh của tiềm thức anh chị. Đấy chính là việc mà con người đã phát hiện ra được những nguyên lý của bí mật luật hấp dẫn. Vậy thì ở đây, những anh chị nào đã từng nghe và biết đến luật hấp dẫn rồi thì hãy comment số 1 giúp Nam được không ạ? Nếu như anh chị đã từng nghe đến là sức mạnh tiềm thức, đã từng biết đến là luật hấp dẫn rồi thì anh chị có thể comment số 1 giúp Nam được không anh chị ơi? Dạ rồi, rất là tuyệt vời. Nhiều anh chị lần đầu nghe đến cũng thấy là đúng không anh chị? Anh chị sẽ hỏi rằng luật hấp dẫn là gì? Có phải là lực hút của trái đất không? Hay là lực hút của từ trường không đúng không anh chị? Tuy nhiên, đó không phải đâu anh chị. Luật hấp dẫn là nó có khả năng mà sẽ giúp cho anh chị thu hút được tất cả những gì mà anh chị mong muốn. Thu hút bất kỳ điều gì mà chúng ta mong muốn. Anh chị, đó chính là luật hấp dẫn anh chị ha. Và kiến thức nền tảng của luật hấp dẫn đó là những gì mà giống nhau thì sẽ hụt nhau anh chị. Luật hấp dẫn đơn giản chỉ như vậy thôi. Những gì giống nhau thì sẽ hụt nhau. Những gì mà chúng ta mong muốn, những gì mà chúng ta khao khát, những gì mà chúng ta tập trung vào, chúng ta hướng về thì chúng ta sẽ hút về phía chúng ta anh chị với tốc độ nhanh hơn với những điều khác. Đấy chính là cái nguyên lý cơ bản của luật hấp dẫn anh chị. Có một số người thì sẽ gọi đấy là sức mạnh của tiềm thức, cũng có một số người thì gọi đây là sức mạnh của siêu thức, có một số người thì gọi đây là sức mạnh của vô thức, nhưng tất cả đó đều là sức mạnh của luật hấp dẫn anh chị. Vậy thì nguyên lý của luật hấp dẫn là gì? Chúng ta cần phải hiểu được nguyên lý của luật hấp dẫn thì chúng ta mới ứng dụng được, phải không anh chị? Vậy thì nguyên lý của luật hấp dẫn là anh chị mong muốn điều gì thì vũ trụ sẽ thu hút điều đó đến với chúng ta. Anh chị hãy note lại giúp Nam nguyên lý của luật hấp dẫn anh chị ha. Là anh chị mong muốn điều gì thì vũ trụ sẽ thu hút điều đó đến với chúng ta đấy ạ. Và nguyên lý của luật hấp dẫn đó là những gì giống nhau thì sẽ hút nhau anh chị. Vậy thì bí mật ở đây là gì anh chị? Có một điều anh chị có biết rằng tại sao có rất là nhiều người họ xuất thân từ những gia đình chưa được giàu có. Có nhiều người họ xuất thân trong những gia đình mà không có cái nguồn lực nhưng họ đã vượt qua được nghịch cảnh đúng không anh chị? Họ đã trở nên thành công đúng không ạ? Hay là cũng có những cái phát minh rất là vĩ đại của lịch sử loài người của thế giới. Vậy tại sao họ có thể phát minh được ra những cái điều đó anh chị? Có rất là nhiều những phát minh vĩ đại đúng không anh chị? Vậy thì tại sao họ lại phát minh ra được những điều đó ạ? Nam lấy ví dụ là bao nhiêu anh chị ở đây biết đến anh em nhà Wright ạ? Anh em nhà Wright là hai người đầu tiên đã phát minh ra máy bay đó anh chị. Lúc còn nhỏ anh chị thì Nam hay nhìn lên bầu trời và hay nhìn thấy máy bay đúng không anh chị? Nam đã rất là ngưỡng mộ và tò mò ai là người đã phát minh ra những chiếc máy đó. Máy bay, một chiếc máy bay, một cái cục sắt khổng lồ anh chị mà có thể chở được rất nhiều người mà lại được bay được ở trên bầu trời. Bao nhiêu anh chị thấy rằng việc mà có loài người chúng ta phát minh ra được máy bay, đây là một phát minh cực kỳ vĩ đại của loài người anh chị. Vậy thì câu hỏi ở đây anh chị là làm thế nào mà anh em nhà Wright có thể phát minh ra được chiếc máy bay? Và ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái phát minh vĩ đại nữa, đúng không anh chị? Ở đây bao nhiêu anh chị biết đến chiếc điện thoại iPhone anh chị? Apple đấy anh chị, điện thoại iPhone mà chúng ta hay sử dụng đấy. Là nhà sáng lập Steve Jobs đã thay đổi hoàn toàn chiếc điện thoại, đúng không anh chị? Trước khi mà iPhone ra đời thì chúng ta sử dụng những cái điện thoại gì anh chị? Những cái điện thoại bằng bàn phím đúng không ạ? Mà chúng ta hay gọi là những chiếc cục gạch đấy đúng không anh chị? Và Steve Jobs đã biến một cuộc cách mạng mà không cần bàn phím điện thoại nữa mà chúng ta sử dụng tất cả trên một chiếc màn hình cảm ứng. Có thấy tuyệt vời không anh chị? Anh chị cảm thấy là tuyệt vời hay là rất tuyệt vời ạ? Bao nhiêu anh chị thấy rằng việc mà con người phát minh ra Internet đó là một phát minh cực kỳ vĩ đại ạ? Nếu như chúng ta quay về trở lại hơn 30 năm trước anh chị, thì đó có phải là cái việc mà chúng ta muốn nói chuyện với nhau ở xa nhau, muốn nói chuyện với nhau và muốn gặp nhau thì có phải là đến trực tiếp thì chúng ta mới nói chuyện được với nhau đúng không ạ? Chúng ta có những ví dụ, chúng ta có những người bạn ở xa, có những người bạn ở nước ngoài thì anh chị, thì chúng ta rất là khó để giao tiếp và nói chuyện được với họ đúng không anh chị?
Và còn ngày hôm nay thì sao anh chị? Và ngày hôm nay thì sao ạ? Cho dù bây giờ anh chị có bất kỳ ở đâu trên thế giới thì chúng ta có thể tương tác, nói chuyện với nhau qua Internet, đúng không anh chị? Qua sóng Internet. Anh chị thấy Internet là một điều rất là tuyệt vời giúp chúng ta kết nối lại được với nhau, đúng không anh chị? Đúng không ạ? Internet là một điều rất là tuyệt vời giúp chúng ta kết nối con người lại với nhau. Vậy thì làm thế nào để con người có thể làm được điều đó? Và một điều cực kỳ tuyệt vời là để làm được điều đó thì sẽ thông qua luật hấp dẫn anh chị. Điều cực kỳ tuyệt vời đó là để làm được điều đó thì họ đã thông qua luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn nó biến những điều mà con người tưởng tượng trở thành hiện thực anh chị ha. Anh chị hãy lưu ý rằng luật hấp dẫn nó biến những cái điều mà cái con người chúng ta tưởng tượng trở thành sự thật. Luật hấp dẫn nó biến những cái điều mà con người chúng ta tưởng tượng trở thành sự thật anh chị. Mà bao nhiêu anh chị đồng ý với Nam rằng những người ở thế kỷ 15, ở thế kỷ 16, cách đây khoảng 500 năm, 600 năm về trước anh chị, họ sẽ nhìn chúng ta, những cái con người đang sống ở thế kỷ này, chúng ta là ai ạ? Có phải là những phù thủy đúng không anh chị? Thời đó cách đây 500 năm, 600 năm thì còn chưa có cả bóng đèn điện nữa. Đến tối thì người ta sao ạ? Thắp đuốc để có ánh sáng đúng không ạ? Bắt đom đóm để chiếu sáng chứ chưa có đèn điện như bây giờ. Vậy bây giờ anh chị thấy rằng chúng ta đã đem ánh sáng vào trong màn đêm đúng không anh chị? Vậy thì những người ở thế kỷ đó sẽ nhìn chúng ta, những con người ở thế kỷ 21 này là những phù thủy hay là những vị thần đúng không anh chị? Tại sao? Bởi vì chúng ta có thể làm được những điều phi thường anh chị. Bởi vì con người tại thời điểm này đã làm được những điều phi thường. Ngày xưa anh chị, con người di chuyển bằng gì anh chị? Có phải là bằng ngựa, bằng lừa đúng không ạ? Người ta di chuyển bằng những con lạc đà đúng không anh chị? Và còn ngày hôm nay? Còn ngày hôm nay chúng ta di chuyển bằng gì anh chị? Chúng ta đi ô tô, chúng ta đi xe máy, chúng ta đi tàu hỏa, chúng ta đi máy bay đúng không anh chị? Chúng ta có những phương tiện chạy bằng máy móc và điều đó là rất là tuyệt vời đúng không anh chị ơi? Có nghĩa là những gì mà chúng ta tưởng tượng, những gì mà con người có thể tưởng tượng ra thì đều trở thành hiện thực. Những điều mà con người ở thế kỷ 15, ở thế kỷ 16 họ tưởng tượng ra thì nay đã trở thành điều bình thường ở thế kỷ 21 rồi anh chị. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vậy thì chúng ta làm sao để họ có thể biến được những cái điều đó trở thành sự thật anh chị? Việc mà chúng ta mỗi buổi tối mở đèn nó rất là bình thường đúng không anh chị? Việc mà chúng ta có thể đi lại bằng xe cộ, bằng xe máy, bằng ô tô nó rất là bình thường đúng không ạ? Việc mà chúng ta có thể ngồi ở nhà và có thể giao lưu kết nối kinh doanh trên toàn cầu, cái điều đó là điều hết sức bình thường đúng không anh chị? Và hiển nhiên, vậy làm thế nào mà con người có thể làm được những điều bất khả thi như vậy? Làm thế nào mà con người có thể phát minh ra được những điều vĩ đại như vậy anh chị? Làm thế nào mà những con người từ tay trắng có thể trở thành triệu phú đây? Điều gì đã tạo nên điều kỳ diệu đó? Nó đến từ luật hấp dẫn anh chị ha. Đây là một điều cực kỳ, đây là một bí mật cực kỳ to lớn của vũ trụ anh chị. Nếu như chúng ta may mắn và có cơ duyên biết được bí mật này thì chúng ta đã may mắn hơn 99% những người ngoài kia anh chị. Và có một điều tuyệt vời anh chị, chỉ có 1% dân số trên thế giới và họ chiếm đến 96% tài sản của thế giới. 99% còn lại họ đang tranh nhau 4% tài sản của thế giới. Vậy thì nếu chúng ta biết được bí mật này, chúng ta biết được ứng dụng luật hấp dẫn thì việc chúng ta nằm trong top 1% những người kiếm được 96% tài sản của thế giới là điều hoàn toàn có thể anh chị ha. Nếu như anh chị biết được ứng dụng những kiến thức này nha. Bao nhiêu anh chị thấy rằng chúng ta cần phải học và ứng dụng nghiêm túc kiến thức này thì có thể comment là tôi ạ. Bao nhiêu anh chị thấy rằng là chúng ta cần phải học và comment học và ứng dụng những cái kiến thức này thì có thể là comment tôi anh chị ha. Rất là tuyệt vời đúng không anh chị? Có rất là nhiều người đã ứng dụng, có rất là nhiều câu chuyện thành công khi ứng dụng bí mật luật hấp dẫn. Vậy thì luật hấp dẫn vận hành như thế nào anh chị? Chúng ta muốn ứng dụng được luật hấp dẫn thì chúng ta cần phải hiểu được cách mà luật hấp dẫn vận hành đúng không anh chị? Chúng ta biết rằng luật hấp dẫn thì sẽ giúp chúng ta biến được những cái điều mà chúng ta tưởng tượng trở thành thực tế. Bao nhiêu anh chị đã từng nghe câu nói rằng cái gì có ở trong đầu thì sẽ có ở trên tay ạ?
Bao nhiêu anh chị đã từng nghe câu nói này ạ? À? Cái gì mà có ở trong đầu thì sẽ có ở trên tay. Dạ, bao nhiêu anh chị đã từng nghe câu nói này rồi ạ? À? Bản thân Nam trước đây cũng vậy anh chị. Mình đã từng nghe câu nói này, mình đã từng nghe câu nói đó. Nhưng mình không hiểu làm sao hết. Làm sao để những gì mà mình có ở trong đầu nó có thể nằm ở trên tay đây? Tôi muốn có 10 tỷ này. Trong đầu tôi có 10 tỷ rồi, làm sao tôi có 10 tỷ ở trên tay đây? Trong đầu tôi nghĩ đến 10 tỷ này, nhưng làm sao trên tay tôi cầm được 10 tỷ đây? 10 tỷ không thấy đâu hết. Có nghĩa là chúng ta cần phải biết cách vận hành luật hấp dẫn anh chị. Chúng ta cần phải hiểu cách vận hành thì điều đó mới xảy ra được ạ. À. Bởi vì luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức thì tất cả mọi người đều có thể ứng dụng được. Tuy nhiên, nếu như anh chị không biết cách ứng dụng, không biết những nguyên lý vận hành của nó, thì chúng ta ứng dụng có thành công được không anh chị? Liệu rằng chúng ta có ứng dụng thành công được không ạ? À? Giống như anh chị leo lên một chiếc xe ô tô, nhưng mà anh chị không biết cách vận hành, chưa bao giờ lái chiếc xe ô tô đó, thì liệu rằng anh chị có lái được chiếc xe ô tô đó không? Mặc dù chiếc xe ô tô đó là đời mới nhất luôn, có đầy đủ mọi công cụ, có đủ xăng, đủ nhớt, có GPS đầy đủ, nhưng chúng ta không biết cách sử dụng thì anh chị có lái được chiếc xe đó đi không ạ? À? Không lái được đúng không anh chị? Thì cũng như vậy, luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức nó là công cụ quyền năng nhất của con người, một công cụ mà có thể giúp cho anh chị đạt được tất cả mọi điều anh chị mong muốn trong cuộc đời này. Chỉ có điều chúng ta cần phải biết cách vận hành của nó. Nếu như chúng ta không biết cách vận hành, nếu như chúng ta không hiểu được những nguyên lý của nó và vô tình vì mình không biết nên mình không ứng dụng, nó không thành công. Và có một điều như vậy anh chị, là dù anh chị có biết hay không biết thì kết quả vẫn luôn luôn là thật. Dù chúng ta có biết hay là không biết thì kết quả vẫn luôn luôn là thật anh chị. Năm lấy ví dụ anh chị, ví dụ một người mà chưa bao giờ kinh doanh, một người chưa bao giờ bán hàng, chưa bao giờ biết marketing, chưa bao giờ biết cách quảng bá thương hiệu sản phẩm của mình cho khách hàng, không biết kinh doanh, không biết huy động vốn, không biết đàm phán mà bây giờ nhảy ra kinh doanh thì có thành công được không ạ? À? Và bây giờ không biết kinh doanh mà ra kinh doanh thì có thành công được không anh chị? Bây giờ nhảy ra thị trường, mình đi kinh doanh thì kết cục có thành công được không ạ? À? Chắc chắn là thất bại phải không anh chị? Vì sao? Vì đó là nguyên lý thôi anh chị. Cái gì mà mình không biết thì chắc chắn là mình sẽ không làm được. Mình không thể nào mà làm theo được bản năng được, vì bản năng của chúng ta nó không có biết, nó không biết làm thế nào để giúp chúng ta thành công. Và hãy nhớ một điều, hãy nhớ giúp Nam một điều, đó là tại sao chúng ta cần phải thay đổi niềm tin, thay đổi tư duy gốc rễ của mình anh chị. Bởi vì khi anh chị nói về luật hấp dẫn thì chúng ta sẽ nói đến một điều liên quan đến luật hấp dẫn, đó chính là sức mạnh tiềm thức anh chị. Trước khi nói về luật hấp dẫn, Nam sẽ chia sẻ cho anh chị nghe về sức mạnh tiềm thức được không ạ? À? Chúng ta sẽ đi từ gốc rễ để chúng ta hiểu và ứng dụng hiệu quả hơn. Vậy thì sức mạnh tiềm thức là gì và nó liên quan gì đến luật hấp dẫn? Sức mạnh tiềm thức anh chị là khi chúng ta nói về chính bản thân của chúng ta. Con người của chúng ta anh chị thì có hai phần anh chị ha. Con người của chúng ta thì có hai phần ạ. À. Một phần thứ nhất đó chính là ý thức và một phần còn lại đó chính là tiềm thức. Vậy thì ý thức là gì ạ? À? Ý thức chính là lúc này anh chị đang tỉnh táo, anh chị đang nghe Nam chia sẻ, anh chị đang nói chuyện, anh chị đang ăn cơm, anh chị đang uống nước. Đấy chính là ý thức ạ. À. Ý thức là lúc mà chúng ta đang tỉnh thức, lúc chúng ta đang học tập, lúc chúng ta ý thức được việc chúng ta đang làm. Chúng ta có ý thức để chúng ta ngủ nghỉ, có ý thức để chúng ta làm những cái việc đó, để đưa ra những quyết định, đó chính là ý thức anh chị ha. Vậy vậy thì tiềm thức là gì? Tiềm thức nó chiếm 90% sức mạnh còn lại. Vậy thì tiềm thức là gì anh chị? Tiềm thức là sức mạnh tiềm ẩn bên trong của mỗi người. Bao nhiêu anh chị ở đây đã từng cảm nhận được bên trong của mình có một cái gì đó nó tiềm ẩn ạ? À? Thỉnh thoảng mình cảm thấy nó giống như là cái giác quan thứ sáu đúng không anh chị?
Bao nhiêu anh chị đã ở đây mình đã từng thấy có một cái giác quan thứ sáu nào đó, hình như có một cái điều gì đó mách bảo mình, có một ai đó, có một điều gì đó mách bảo mình nên làm thế này, mình nên làm điều kia, đúng không anh chị? Z, đó chính là tiềm thức của anh chị đấy anh chị. Và anh chị và Nam chia sẻ với anh chị ở đây, đó là con người thì có bao nhiêu ạ? Có 6 giác quan đúng không anh chị? Và 5 giác quan thông thường đó chính là mắt là thị giác đúng không ạ? Mũi là khứu giác, miệng là vị giác và tai là thính giác và cảm giác của chúng ta hay còn gọi là xúc giác đúng không anh chị? Tất cả mọi người đều có 5 giác quan này đúng không anh chị? Và tất cả mọi người đều có giác quan thứ 6 anh chị. Và có một sự khác biệt giữa loài người và những loài động vật khác. Dạ. Anh chị có để ý rằng những một con sư tử nó cũng có 5 giác quan đúng không anh chị? Nó cũng có 5 giác quan giống như con người đúng không ạ? À? Hay là một con voi nó cũng có 5 giác quan giống như con người đúng không anh chị? Những loài động vật có vú khác nó cũng có 5 giác quan giống như con người. Vậy thì điều gì khiến cho con người có sự khác biệt với những loài động vật đó? Cho Nam hỏi anh chị nha. Cho Nam hỏi anh chị rằng cách đây 2.000 năm trước thì con sư tử lúc đó và con sư tử bây giờ nó có khác gì nhau không ạ? À? Con sư tử cách đây 2.000 năm trước và con sư tử ngay bây giờ nó có khác gì nhau không anh chị? Nó vẫn sống như vậy đúng không anh chị? Nó vẫn đi bắt, nó vẫn đi săn mồi, nó vẫn làm những việc như vậy đúng không ạ? À? Nó vẫn cứ lặp đi lặp lại cuộc sống như vậy. Và anh chị có đồng ý với Nam rằng loài sói là một loài rất là thông minh đúng không ạ? Mời anh chị, theo anh chị, loài sói của 2.000 năm trước, theo anh chị, loài sói của 2.000 năm trước và loài sói của ngày hôm nay có gì thay đổi không ạ? Có gì thay đổi, có gì khác biệt không ạ? Nó vẫn như vậy thôi, nó vẫn sống theo bầy đàn, nó vẫn đi săn bắt, nó vẫn sống theo bản năng của nó. Và cho Nam hỏi anh chị, con người của 2.000 năm trước với con người của ngày hôm nay có gì thay đổi không ạ? À? Anh chị trả lời giúp Nam ạ, à. Con người của 2.000 năm trước và con người của ngày hôm nay nó có điều gì thay đổi không anh chị? Thay đổi rất là nhiều đúng không anh chị? 2.000 năm trước thì con người chúng ta vẫn sao ạ? À? Vẫn sống ăn lông ở lỗ đúng không ạ? À? Chưa có những cái sự phát triển phải không anh chị? Nhưng mà ngày hôm nay con người chúng ta đã có những thành phố, những tòa nhà cao ốc đúng không anh chị? Đã có những thành thị, đã có những nền kinh tế. Có loài vật nào trên đời này biết kinh doanh không anh chị? Chỉ có con người mới biết kinh doanh thôi đúng không ạ? À? Mà có loài vật nào trên đời này biết phát minh không ạ? À? Biết phát minh ra máy bay, biết lập trình hệ điều hành, biết phát minh ra những công cụ, những máy móc, những công nghệ. Có tuyệt vời không ạ? À? Có loài động vật nào mà biết chế tạo ra những loài thuốc để chữa bệnh không anh chị? Đó chính là sự khác biệt của con người so với những loài động vật khác. Đó chính là nhờ giác quan thứ sáu anh chị, nó chính là nhờ giác quan thứ sáu đấy anh chị. Wow, bao nhiêu anh chị thấy rằng mình là một con người rất là xịn anh chị ha. Có một số hiểu lầm là nhiều người nghĩ rằng chỉ có một số người đặc biệt mới có giác quan thứ sáu thôi. Đó là sai lầm anh chị. Tất cả mọi người, cả nam và tất cả các anh chị ở đây đều có giác quan thứ sáu anh chị nhá. Không có ai là không có hết. Chúng ta thường nghĩ rằng, mọi người thường nghĩ rằng là chỉ có cái thầy này có giác quan thứ sáu, bậc cao nhân này mới có giác quan thứ sáu, vị thiền sư này có giác quan thứ sáu. Nhưng không đâu anh chị, tất cả mọi người đều có giác quan thứ sáu. Và anh chị cũng có giác quan thứ sáu. Chỉ có điều là chúng ta chưa nhìn thấy nó, chúng ta chưa biết cách để sử dụng sức mạnh của nó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta không biết nó tồn tại thôi. Bởi vì chúng ta không thực hành, không có rèn luyện, không có mài giũa nên không phát triển được. Bao nhiêu anh chị theo kịp Nam ạ? À? Yes, và anh chị có đồng ý với Nam rằng năm giác quan bên ngoài bao gồm mắt, mũi, miệng, tai và xúc giác thì chúng ta cũng luyện tập phải không ạ? À? Và chúng ta cũng phải luyện tập thì nó mới tốt hơn đúng không anh chị? Nhưng không nhiều người luyện tập giác quan thứ sáu bởi vì chúng ta không biết nó tồn tại.
vì không nhiều người biết nó, biết mình có giác quan thứ sáu. Có nghĩa là giác quan thứ sáu này đó chính là tâm thức. Giác quan thứ sáu này đó chính là tâm thức của chúng ta đấy anh chị, và bên trong mỗi con người chúng ta đều có tâm thức này. Bao nhiêu anh chị lần đầu tiên mình nghe được điều này mình cảm thấy rất là tuyệt vời ạ. Vậy thì tâm thức bao gồm gồm điều gì anh chị? Tâm thức của chúng ta thì bao gồm có ý thức và tiềm thức. Vậy ý thức có nhiệm vụ là ra quyết định, và nhiệm vụ của tiềm thức đó là Z and more, đồng ý và cho thêm anh chị ha. Anh chị hãy lưu ý kiến thức này giúp Nam. Ý thức có nhiệm vụ đó là lựa chọn và ra quyết định, còn nhiệm vụ của tiềm thức đó là đồng ý và cho thêm. Và ý thức thì chiếm 10% sức mạnh của tâm thức, và tiềm thức chiếm đến 90% sức mạnh của tâm thức anh chị. Và có một điều tuyệt vời, và có một điều rất là tuyệt vời anh chị, có một điều rất là tuyệt vời là tâm thức chính là sức mạnh lớn nhất của con người. Con người có tâm thức thì mới có trí tuệ, con người có tâm thức thì mới xây dựng được những thành thị, những nền kinh tế, mới phát triển được những công nghệ, những cơ sở hạ tầng. Thì đó chính là sức mạnh của tâm thức anh chị. Năm giác quan bên ngoài chỉ phục vụ cho tâm thức làm việc hiệu quả hơn mà thôi. Anh chị hãy lưu ý giúp Nam đó là năm giác quan bên ngoài của chúng ta chỉ phục vụ cho tâm thức làm việc hiệu quả hơn mà thôi. Tâm thức của chúng ta thì có ý thức và tiềm thức. Ý thức chiếm 10% và 90% sức mạnh còn lại là tiềm thức, đúng không ạ? Và khi chúng ta nói về tâm thức thì ý thức là người ra quyết định và tiềm thức là người đồng ý và cho thêm. Vậy thì ý thức là gì? Là ngay bây giờ, ngay lúc này chúng ta đang tỉnh thức, đang ngồi học, đang ngồi nói chuyện với Nam, là ý thức của anh chị chúng ta đang tỉnh táo, nghe Nam chia sẻ là chúng ta đang có ý thức đấy ạ. Và tiềm thức là sức mạnh tiềm ẩn bên trong của mình, nó đang vận hành bên trong của chúng ta, nó giống như bộ máy của cơ thể chúng ta anh chị. Và có một điều rất là tuyệt vời, đó là cơ thể của con người thì thông minh hơn chính con người đó anh chị ha. Cơ thể của con người thì thông minh hơn chính con người đó. Bao nhiêu anh chị cảm thấy rất là tuyệt vời ạ? Tim của chúng ta nó đang đập, máu huyết của chúng ta nó đang lưu thông, cái gan của chúng ta, cái phổi của chúng ta nó đang vận hành và nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta. Bao nhiêu anh chị thấy rằng chúng ta không cần phải bảo cơ thể của chúng ta làm gì, bảo nó phải vận hành như thế nào, nhưng nó vẫn vận hành được, đúng không ạ? Và khi cơ thể của chúng ta không khỏe, khi chúng ta bị thương chẳng hạn anh chị, thì các tế bào trong cơ thể của chúng ta có chức năng là tự chữa lành. Những biểu bì của chúng ta nó sẽ liên kết lại để nó hàn gánh những vết thương. Chúng ta có cần phải làm gì không ạ? Cơ thể của chúng ta tự chữa lành, đúng không anh chị? Cơ thể của chúng ta có khả năng tự chữa lành, đúng không anh chị? Anh chị hãy comment xuống giúp Nam đi ạ. Cơ thể của chúng ta có khả năng tự chữa lành, và đó là một điều rất là tuyệt vời, đúng không anh chị? Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của tiềm thức thôi. Sức mạnh của tiềm thức nó còn vi diệu hơn vậy rất là nhiều. Vậy thì tiềm thức nó được cấu tạo từ đâu anh chị? Sức mạnh của nó rất là lớn, vậy thì nó được cấu tạo từ đâu? Tiềm thức được cấu tạo từ những kinh nghiệm và trải nghiệm trong quá khứ anh chị ha. Anh chị hãy lưu ý giúp Nam, tiềm thức được cấu tạo từ những kinh nghiệm và trải nghiệm trong quá khứ. Tiềm thức là những kinh nghiệm và trải nghiệm chúng ta được đúc kết trong quá khứ, đó là những kinh nghiệm, những trải nghiệm, những kiến thức, những đoạn thông tin nó được lưu trữ mà tạo nên tiềm thức của chúng ta. Vậy thì câu hỏi đó là thông tin nó đến từ đâu ạ? Đầu tiên, những thông tin này nó đến từ tế bào của cha mẹ chúng ta truyền lại cho chúng ta qua bộ gen đấy anh chị. Những kinh nghiệm, những thông tin của cha mẹ chúng ta tạo nên tiềm thức của chúng ta thông qua những tế bào. Bao nhiêu anh chị thấy được rằng những trường hợp có rất là nhiều, một số anh chị khi mà sinh ra họ không được may mắn ở gần cha mẹ của họ, nhưng khi lớn lên họ vẫn có cái dáng đi hao hao giống người cha, nụ cười hao hao giống người mẹ, và cách hành xử cũng giống như cha mẹ của họ. Và khoa học thì chúng ta hay gọi đấy đó là tính di truyền, đúng không anh chị? Chúng ta khoa học thì chúng ta gọi đấy là tính di truyền, đúng không ạ?
thì đó chính là kinh nghiệm của cha mẹ chúng ta. Nam sẽ nói kỹ hơn về kinh nghiệm anh chị ha, bởi vì có phải rằng cơ thể con người được tạo ra từ những tế bào không anh chị? Cơ thể của chúng ta dù lớn hay là nhỏ thì cũng được tạo nên từ những nguyên tử và phân tử đúng không ạ? Từ những tế bào rất nhỏ li ti và nó tạo nên cơ thể của chúng ta đúng không anh chị? Và trong những tế bào của chúng ta thì có những đoạn mà ADN đúng không anh chị? Có những đoạn gen. Và khi chúng ta học sinh học lớp 12, chúng ta đã biết được rằng những đoạn mà ADN đó thì những đoạn gen đó anh chị nó chứa gì ạ? Nó chứa những thông tin. Và những thông tin đó nó đến từ đâu ạ? Nó đến từ cha mẹ của chúng ta. Vậy thì những thông tin đó nó sẽ trở thành gốc rễ của mình, trở thành một phần trong tiềm thức của chúng ta, trở thành một phần trong kinh nghiệm của chúng ta đúng không ạ? Và đó chính là yếu tố đầu tiên để tạo nên tiềm thức. Đó chính là yếu tố đầu tiên đấy anh chị. Và yếu tố thứ hai đó là gì anh chị? Yếu tố thứ hai, ngoài những thông tin từ tế bào của cha mẹ thì những khoảng thời gian mà chúng ta sống trong bụng của mẹ mình đấy ạ. Lúc đó người mẹ của mình có những trải nghiệm gì, người mẹ của mình ăn những món ăn gì, có những suy nghĩ gì, có những cảm xúc gì, có những hoạt động gì thì đứa trẻ đó cũng có kinh nghiệm trong khoảng thời gian mà mẹ mang thai đấy ạ. Mà đó một điều như thế này anh chị, và có một điều như thế này, nếu như anh chị để ý có bao nhiêu người mẹ mà trong thời gian mang thai đấy mà họ hay buồn bực này, hay tức giận, hay cáu gắt, không có vui vẻ thì đứa trẻ đó sinh ra rất hay bị trầm cảm anh chị ha. Đứa nhỏ đó rất là u ám và không có năng lượng đấy ạ. Và nếu như anh chị để ý những người mẹ trong lúc mang thai, họ rất là năng lượng, họ rất là tích cực, thì những đứa trẻ khi sinh ra cực kỳ khỏe mạnh, cực kỳ đáng yêu và rất là thông minh, rất là yêu đời luôn, rất là nhanh nhẹn. Bao nhiêu anh chị có để ý những điều như vậy không ạ? Và đó chính là phần tạo đến cái tính cách của con người đấy anh chị. Vậy thì chúng ta vừa biết được một điều cực kỳ quan trọng đúng không anh chị? Đó là tiềm thức của chúng ta đến từ những thông tin, từ những tế bào của cha mẹ chúng ta, từ những thông tin chúng ta nhận được trong lúc chúng ta ở trong bụng của mẹ, và từ cái kinh nghiệm lớn nhất nó đến từ đâu anh chị? Cái điều quan trọng nhất này anh chị, cái điều quan trọng nhất tạo nên tiềm thức đó là nó cấu tạo từ lúc mà chúng ta sinh ra cho đến ngày hôm nay anh chị. Đó chính là những trải nghiệm, những bài học, những trải nghiệm không vui, những thành quả hay là những thành công, những lỗi lầm mà chúng ta tạo nên. Nó tạo nên niềm tin của chúng ta, nó tạo nên kinh nghiệm và nó tạo nên tiềm thức của mình. Và có một điều như thế này anh chị, khi chúng ta được sinh ra, có phải đứa trẻ đó là một trang giấy trắng không ạ? Một đứa trẻ khi sinh ra, nó là một trang giấy trắng, nó không biết gì hết phải không ạ? Nó có thể có nền tảng từ gen của cha mẹ, nó có nền tảng từ tế bào của mẹ. Nhưng quan trọng không phải là khi đó, mà quan trọng là tại cái thời điểm mà đứa trẻ đó trưởng thành anh chị, nó được học tập và dạy dỗ như thế nào. Nếu như đứa trẻ này khi còn nhỏ được cài đặt niềm tin tích cực, niềm tin yêu thương, thì khi lớn lên bạn ấy có phải là một đứa trẻ rất là dễ thương không ạ? Có phải là một người rất là tích cực và đầy tình yêu thương không anh chị? Một đứa trẻ còn nhỏ được dạy niềm tin về thành công, về giàu có, niềm tin đó khiến cho đứa trẻ khi lớn lên có những suy nghĩ, có những cảm xúc, có những hành động khiến nó thành công. Vậy thì khi nói về điều này, tại sao có những người kinh doanh và đầu tư cái gì họ cũng không thành công anh chị? Họ làm gì cũng thất bại, nhưng cũng có những người tại sao họ làm bất kỳ điều gì cũng thành công, họ kinh doanh gì, họ kiếm được rất nhiều tiền, họ đầu tư gì cũng chiến thắng. Và nếu như anh chị để ý, những người thành công và giàu có họ nói câu gì ạ? Lúc đó tôi chỉ làm theo bản năng của tôi thôi, tôi dám nghĩ, tôi dám làm, tôi dám nắm bắt cơ hội. Lúc đó tôi không nghĩ rằng mình có thành công được hay không, lúc đó tôi không biết mình có thành công được hay không. Vậy tại sao những người thành công đó họ làm theo bản năng thì họ lại thành công, còn những người khác họ cũng làm theo bản năng nhưng họ lại không thành công anh chị? Anh chị có thấy nghịch lý không ạ? Thực ra là không có nghịch lý đâu anh chị.
Thực ra là không có nghịch lý đâu ạ. À. Sự khác nhau giữa những người thành công và giàu có và những người chưa thành công và giàu có, đó là những người thành công, họ có bản năng của người giàu. Bản năng của họ là bản năng của người giàu có. Còn những người chưa thành công và giàu có thì bản năng của họ là bản năng không có giàu. Mà điều đó đến từ đâu anh chị? Mà điều đó nó đến từ đâu ạ? À? Lúc này Nam có nói rồi đấy ạ. À. Nó đến từ một phần của tiềm thức chúng ta, nó đến từ những thông tin, những kiến thức, những trải nghiệm, nó tạo nên hệ thống niềm tin của chúng ta. Có đúng không anh chị ơi? Nam có một ví dụ như thế này ạ. À. Có một đứa trẻ khi nó còn rất là nhỏ thôi, nó như một tang giấy trắng vậy đó anh chị, và khi nó chơi đùa thì nó bị té. Và cho Nam hỏi anh chị rằng khi mà đứa trẻ bị té đấy thì phản ứng đầu tiên của nó là gì ạ? Nó sẽ khóc, nó sẽ khóc để cho người lớn biết là con đang đau đớn này, con đang đau này, con đang bị tổn thương đây này, con đang bị đau đây. Và lúc đó thì bố mẹ chạy đến, ông bà chạy đến, con ơi con có sao không, cục cưng của mẹ con có sao không, rồi tải cái ghế này, tải cái bàn này, tải cái tủ này, tải cục đá này, tải ba này, tải ông này, tải mẹ, tải bà làm con bị té này. Và ngay lúc đó anh chị, và ngay lúc đó thì bên trong đứa trẻ có một niềm tin được sinh ra là dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, mình đều có thể đổ lỗi cho tất cả mọi thứ. Những thất bại của mình không phải là do mình mà là do người khác, là do cái bàn, là do cái ghế, là do người khác. Nó học được bài học ngay từ khoảnh khắc đó. Và khi đứa trẻ nó lớn lên, cái gì nó cũng đổ lỗi hết trơn anh chị. Ai nó cũng đổ lỗi hết ngoài trừ chính bản thân nó. Và có một đứa trẻ thứ hai, nó cũng bị té như đứa trẻ thứ nhất anh chị. Và người mẹ chạy đến và nói với con rằng, con từ trẻ thì con từ đứng dậy, con té có phải là do con chạy, do con từ trẻ không? Vậy thì con từ trẻ, con từ đứng dậy. Mà lúc đó đứa trẻ nó khóc một hồi, rồi nó đứng dậy. Và thời khắc đó, một nhà vô địch được sinh ra anh chị. Đứa trẻ đó, từ đó dù gặp bất kỳ chuyện gì, nó luôn luôn chịu trách nhiệm. Dù có gặp bất kỳ khó khăn, bất kỳ thất bại nào trong cuộc sống, nó luôn chịu trách nhiệm. Và nhờ điều đó, nó tạo nên bản năng của người thành công đấy anh chị. Bao nhiêu anh chị thấy, chỉ một hành động như vậy thôi đã thay đổi cả cuộc đời của một con người rồi ạ. À. Nhưng mà không chỉ một lần như vậy đâu anh chị. Chúng ta tiếp xúc với bố mẹ của mình, tiếp xúc với ông bà của mình ngày này qua ngày khác, và có rất nhiều lần, rất rất nhiều lần như vậy. Và nhiều lần như vậy thì tạo nên một hệ thống niềm tin gốc rễ của mình anh chị. Và hệ thống niềm tin gốc rễ đó thì sao ạ? À? Nếu như chúng ta may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có, thì có thể hệ thống niềm tin của mình sẽ liên quan đến cha mẹ mình, đúng không ạ? Và nếu như thầy cô của anh chị là những người, cha mẹ của anh chị là những người mà chưa thành công về tài chính, không phải vì họ không nỗ lực, không phải vì họ không chăm chỉ, không phải vì họ không cố gắng, mà bởi vì họ không biết mà thôi. Họ cũng học được từ cha mẹ của họ mà, họ cũng học được từ ông bà của họ mà. Và nếu như chúng ta nhìn vào đất nước của chúng ta hơn 40 năm, 50 năm về trước anh chị, hơn 90% dân số của chúng ta trước đây là không biết chữ đâu à. Là nông dân mà đâu có kiến thức đâu, đâu có ai có kinh doanh đâu, đâu có ai có đầu tư đâu mà. Lúc đó ông bà cha mẹ mình có đâu được học đâu. Đâu có ai có thời gian mà ngồi đọc sách, ngồi học về nền kinh tế, phát triển kinh doanh đâu ạ. Nhưng có một điều như thế này, cha mẹ của chúng ta, ông bà của chúng ta không thành công. Đó là một điều bình thường, một điều rất bình thường. Nhưng mà chúng ta anh chị, ngay tại thời điểm bây giờ, lúc đất nước đã rất là hòa bình, cơ hội đang rõ rất là nhiều, có những cuốn sách dạy làm giàu, có những khóa học dạy làm giàu, có những người thành công họ sẵn sàng chia sẻ chúng ta cách để làm kinh doanh, cách để trở nên thành công. Vậy thì ngay bây giờ, ngay lúc này, nếu như chúng ta không có thành công thì lỗi là do ai anh chị? Lỗi là do ai đây ạ? À?
Có phải là lỗi do ông bà của mình, có phải là lỗi do cha mẹ của mình không ạ? À? Hay là lỗi do chính bản thân của mình đây anh chị? Ông bà của chúng ta không thành công bởi vì hồi đó làm gì có internet đúng không anh chị? Hồi đó làm gì có sách dạy kinh doanh? Ông bà chúng ta có công việc để tạo ra tiền để có thể nuôi nấng chúng ta, cho chúng ta ăn, cho chúng ta học, đó là điều rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Nhưng thời đại bây giờ khác anh chị, nhưng thời đại bây giờ nó khác rồi. Thời đại bây giờ không phải là thời đại bao cấp nữa anh chị. Mọi thứ đã có sẵn rồi, có những cuốn sách dạy thành công, có những người thầy dạy kinh doanh, dạy đầu tư, tất cả mọi thứ đều có sẵn rồi và có sẵn sàng hết thì chúng ta cần phải nắm bắt. Nhưng nếu như chúng ta không có nắm bắt, chúng ta không có hành động, chúng ta không thành công thì đó chính là lỗi do mình đấy anh chị. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã biết được một kiến thức rất là quan trọng trong quá trình chúng ta ứng dụng luật hấp dẫn, đó chính là kiến thức về tiềm thức và cách vận hành của tiềm thức và ý thức đúng không anh chị? Vậy thì ngày mai Nam sẽ chia sẻ cho anh chị thêm một phần cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể ứng dụng thành công luật hấp dẫn vào trong cuộc sống của mình được không anh chị? Dạ, và bao nhiêu anh chị cảm thấy kiến thức ngày hôm nay rất là tuyệt vời ạ? Kiến thức ngày hôm nay đã củng cố cho anh chị thêm những cách để anh chị có thể vận hành, để cách để anh chị có thể ứng dụng tốt hơn bộ công thức này vào trong cuộc sống. Anh chị có thể cảm thấy như thế nào ạ? Dạ rồi. Vậy thì anh chị có sẵn sàng cùng Nam, đồng hành cùng Nam trong ngày mai để chúng ta tiếp tục tiến hành trình 21 ngày ứng dụng luật hấp dẫn không anh chị ơi? Dạ rồi, rất là tuyệt vời. Vậy thì ngay bây giờ Nam sẽ kết thúc chương trình livestream ở ngày 3 của Nam trong ngày buổi sáng ngày hôm nay anh chị nha. Và Nam cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn và các cô chú đã đồng hành cùng với Nam trong buổi sáng tuyệt vời ngày hôm nay. Dạ, Nam rất là yêu quý tất cả mọi người và Nam xin được kết thúc chương trình tại đây anh chị nhé. Sinh ra trên đời tôi là người thành công, sinh ra trên đời bạn là người thành công, sinh ra trên đời chúng ta là những người thành công và hẹn gặp bạn ở trên đỉnh vinh quang. Bye bye và siêu yêu quý tất cả các anh chị và cô chú luôn. Yeah.